Người lao động không có do các hợp đồng lao động bị mất việc là một trong những nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ do gặp khó khăn vì Covid-19, theo kế hoạch 13 năm của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Nhóm đối tượng này bao gồm giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục, nhân viên bảo mẫu nhóm trẻ, thuyền viên phục vụ tàu du lịch, lái xe phụ xe của 12 tuyến xe buýt trợ giá của thành phố, lái xe phụ xe các tuyến cố định, xe taxi xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi hoạt động trên địa bàn thành phố người lao động làm việc ở đơn vị lữ hành, lái xe, phục vụ vận chuyển du lịch, làm việc ở các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, các điểm kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm, người làm công việc cắt tóc, dọn vệ sinh, giúp việc gia đình, người bán vé số,